Ê, chở đi ảo đâu rồi? Nói đi đừng ngại. Bây giờ tao muốn edit hình ảnh, nhưng mà một máy ở Sài Gòn, một máy ở Hà Nội thì làm như thế nào mày? Tưởng gì khó, cái này dễ lắm, nghe và làm theo nè. Mở tấm ảnh muốn gửi lên, bấm vào biểu tượng chia sẻ bên dưới, bấm vào chia sẻ trong album đi, bấm vào album được chia sẻ để tạo album mới, ghi tên album vào, sau đó bấm tiếp, nhập tên iCloud trên điện thoại của người nhận và bấm tiếp nhé. Trên điện thoại của người nhận chỉ cần chấp nhận thì bất kỳ tấm ảnh hay video nào trong album này đều xuất hiện ở điện thoại của họ nhé. Hay chưa nào? Đúng mày, thật là đáng đồng tiền bát gạo, lần sau tao hỏi nữa.